lên con máy thứ hai luôn nha anh em ơi, DC70 Pro đời 2022 về Hà Tĩnh nha. Pro đời 2022 nha anh em. Xe này hơi bị VIP luôn á. Đây, này đi hai chiếc, 19 với chiếc đời 22 nha. Rồi lên xe thôi. Bữa nay hai chiếc này là đều là bác Khải lên xe hết nha anh em. Xe này thì chỉ bảo dưỡng sơ qua thôi chứ hộp số đâu mở ra làm gì đâu. Đó, rồi vô xe. Quá đã luôn. Rồi ok. Cảm ơn đây anh chờ chủ máy này ở Hà Tĩnh nó ủng hộ nha. Rồi bà con nhà mình cần xây dựng cái liên hệ máy này đi.